sinh viên biểu tình chiếm cứ cơ quan lập pháp của Đài Loan sang ngày thứ nhì hôm thứ Năm để phản đối một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đang gây nhiều tranh cãi. Nhóm sinh viên này đã xông vào viện lập pháp vào khuya thứ Ba và cho tới nay đã đẩy lùi được nỗ lực của cảnh sát để trục xuất họ ra khỏi tòa nhà. Họ kêu gọi chính phủ hãy khiếu xét kỹ lưỡng hơn thỏa thuận thương mại với Trung Quốc mà họ nói có thể đe dọa công ăn việc làm của dân Đài Loan. Phe đối lập từ lâu vẫn có thái độ cảnh giác với Trung Quốc, cũng bày tỏ lo ngại rằng thỏa thuận này sẽ tăng ảnh hưởng ngày một lớn hơn của Bắc Kinh ở Đài Loan. Thỏa thuận thương mại này là một phần nằm trong một thỏa thuận hợp tác kinh tế sâu rộng ký kết giữa Đài Loan và Trung Quốc hồi năm 2010. Quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Bắc đã cải thiện trong những năm gần đây, đặc biệt kể từ khi Tổng thống Mã Anh Cửu đắc cử lần đầu vào năm 2008. Mới đây, chủ nhiệm Ủy ban Hoa Lục của Đài Loan đã có chuyến đi lịch sử đến thăm Trung Quốc để mở hội đàm chính thức trực tiếp lần đầu giữa hai bên.